1, 2, 3, bắt đầu. Ồ, lấy nét sao vậy ta? Lấy nét sao vậy em? Rồi. Nét chưa? Đây, em quay chặt cho em quay. Xin chào tất cả các bạn, mình đã trở lại. Mình là nuôi xà bò và đây là một trận đấu của trưởng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm, đó chính là Đức Anh và Điền. Điền là một vận động viên Muay Thái, kickboxing, còn Đức Anh thì tập judo và Vịnh Xuân Quyền. Trận đấu này thì tất nhiên là Điền sẽ giành được nhiều ưu thế hơn bởi vì Đức Anh đã bị mất sức trong trận đầu. Điền vừa sử dụng một chiêu đá, đó chính là combasso của capoeira. Cuối hai chặt rồi. Điền vừa tung ra một cú lông kích, Đức Anh đã đỡ được. Thế nhưng Đức Anh đã bị thiếu thủ mạnh. Điền vừa bị Đức Anh tung một cú vào bụng. Những cú đá của Điền rất chắc chắn, thế nhưng phòng thủ của Đức Anh thì lại chắc hơn. Có lẽ trận đấu này Đức Anh đã thấm mệt rồi, thế nhưng sự phòng thủ của Đức Anh có thể làm Điền không lay động. Đá không gì chờ ông nội nè. 30 giây. Combo luôn, combo. Điền liên tục vô đây.